Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, sáng ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ đô tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Tại tỉnh Nghệ An, đoàn đã dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, nơi an nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ từ 47 tỉnh, thành phố. Những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1976 là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và ôn lại truyền thống anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ năm xưa tình nguyện sát cánh cùng quân giải phóng Pathet Lào. Trong số các ngôi mộ tại đây, có hơn 3.000 ngôi mộ xác định được danh tính và gần 7.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Trong chuyến công tác miền Trung lần này của báo Tuổi Trẻ Đô và ban tổ chức chương trình ơn nghĩa sinh thành thì chúng tôi sẽ viếng các nghĩa trang ở khu vực miền Trung bao gồm là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn, gia đình chính sách rồi là các học sinh hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay cũng rất vui mừng thì Tuổi Trẻ Huyện Anh Sơn được phối hợp với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức cái chương trình tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những cái hoạt động để nhằm giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ và hướng đến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Một trong những hoạt động thường niên được tổ chức tại huyện Anh Sơn. Cũng trong sáng nay, đoàn đã phối hợp cùng tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng 20 suất quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, đây là hoạt động truyền thống của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô trong nhiều năm qua, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện ơn nghĩa sinh thành của báo, nhằm tiếp lửa truyền thống, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng cũng thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên tặng quà của chương trình ơn nghĩa sinh thành dành cho huyện đoàn Anh Sơn. Đáp lại, đồng chí Nguyễn Thúy Han, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn đã xúc động bày tỏ sự trân trọng. Thay mặt lãnh đạo của huyện, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, đặc biệt là sự kết nối của tỉnh đoàn Nghệ An đã kết nối để đoàn về và có những cái món quà ấm áp yêu thương để gửi cho các em học sinh nghèo học giỏi. Hành trình tri ân của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ tiếp tục tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chuỗi hoạt động này nhằm thể hiện lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, các đấng sinh thành đã tần tảo cả đời vì những đứa con, vì đất nước.